Trung học phổ thông Hoàng Long Hà Nội Tokyo, Hoàng Tung Coco Hà Nội Tokyo, trường học hạnh phúc dành cho học sinh trung học phổ thông. Tọa lạc tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, trường Trung học phổ thông Hoàng Long là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo với định hướng là trường chuyên ngoại ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó tiếng Nhật là mũi nhọn và là điểm mạnh của nhà trường. Hoàng Long Hà Nội Tokyo luôn chú trọng trong việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tuyển chọn đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giàu tâm huyết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ tận tình vì mục đích tiến bộ và trưởng thành của từng học sinh, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học. Việc học ngoại ngữ tại trường đảm bảo sự phân hóa theo năng lực phù hợp nhằm khơi gợi được hứng thú, chủ động tìm tòi kiến thức mới ở học sinh. Với mục tiêu vươn tầm quốc tế, học sinh trường Hoàng Long luôn được định hướng rõ mục tiêu nghề nghiệp ngay từ khi mới vào lớp 10. Một trong những điểm mạnh của nhà trường đó chính là hướng nghiệp sớm, giúp học sinh có mục tiêu và kế hoạch học tập rõ ràng. Trong suốt 3 năm học tại trường, mỗi học sinh đều có một hồ sơ hướng nghiệp và học tập riêng. Các em đều có cơ hội trong việc du học tại các nước có nền giáo dục tiên tiến như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản hay Hàn Quốc, với những gói học bổng hấp dẫn từ những nhà trường top đầu trên thế giới. Bám sát định hướng trong đào tạo, trường Hoàng Long xây dựng mô hình đào tạo với 3 hệ học. Hệ cơ bản Anh, Nhật, Hàn, Trung bao gồm các bộ môn văn hóa theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường các bộ môn toán văn và các tổ hợp theo định hướng đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học và du học Nhật, Hàn, Trung. Học sinh có thể chọn ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung. Hệ song ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung, các tiết tăng cường bộ môn ngoại ngữ, tiếng Anh được phân hóa theo trình độ của học sinh luyện thi chứng chỉ IELTS. Sau khi kết thúc học kỳ 1 lớp 12, học sinh sẽ đạt trình độ IELTS 4.5 đến 5.5, tiếng Nhật, Hàn, Trung, ngoại ngữ 2, trình độ khẩu ngữ sơ cấp và tương đương chứng chỉ N5 đối với tiếng Nhật, TOEIC 2 đối với tiếng Hàn và HSK3 đối với tiếng Trung. Hệ chất lượng cao Anh, Nhật, Hàn, Trung sẽ tăng cường các bộ môn toán, văn, ngoại ngữ, Anh, Nhật, Trung, tăng cường các tổ hợp theo định hướng đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học và đi du học. Học sinh có thể lựa chọn ngoại ngữ 1 là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn hay tiếng Trung. Tiếng Anh ngoại ngữ 1 phân hóa theo trình độ của học sinh luyện thi chứng chỉ IELTS. Sau khi kết thúc học kỳ 1 lớp 12, học sinh sẽ đạt trình độ tối thiểu IELTS từ 5.5 đến 6.5. Tiếng Nhật ngoại ngữ 1, sau khi kết thúc học kỳ 1 lớp 12, học sinh sẽ đạt trình độ tối thiểu từ N4 đến N3 trở lên. Tiếng Trung ngoại ngữ 1, sau khi kết thúc học kỳ 1 lớp 12, học sinh sẽ đạt trình độ HSK4 trở lên, tương đương điểm 9, điểm 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Trung. Tiếng Hàn ngoại ngữ 1, sau khi kết thúc học kỳ 1 lớp 12, học sinh sẽ đạt trình độ TOEIC 3. Trường Trung học phổ thông Hoàng Long Hà Nội Tokyo trong những năm qua luôn được quý phụ huynh và học sinh đánh giá là một ngôi trường học tập lý tưởng. Tại Hoàng Long, học sinh được cảm nhận đầy đủ giá trị của thực học, được khám phá sáng tạo với chương trình học, phương pháp học mang tính thực tiễn cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được phát huy tối đa. Phương pháp lớp học đảo ngược giúp các em chủ động tìm tòi, hoạt động tại phòng thí nghiệm của trường, thư viện sách, phòng tin học hay những chuyến thực tế tại các trường đại học trong nước và thế giới đã giúp các em có tầm nhìn về tương lai. Học sinh trường Hoàng Long luôn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày đến trường đều được học những điều mới mẻ. Hạnh phúc vì được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, được thầy cô quan tâm, được thể hiện sự sáng tạo và được ghi nhận trong từng thành tích đạt được. Nhà trường luôn tự hào vì tất cả học sinh được học tập trong mái trường Hoàng Long đều là những công dân sáng tạo, những công dân có ích cho xã hội. Ngay từ khi bước vào trường, học sinh Hoàng Long đã được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng tin học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề. Thông qua đó, các em được trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Đặc biệt, hàng tháng, nhà trường còn tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp. Trong khi thế giới hiện đại đầy biến động, cùng với đó là sự xuất hiện của những lĩnh vực ngành nghề và vị trí công việc mới, đề cao tính trải nghiệm thực tế. Học sinh trường Hoàng Long Hà Nội Tokyo đã được chuẩn bị hành trang sẵn sàng để phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, từ đó tìm ra những lĩnh vực phù hợp với tính cách, sở trường và đam mê của mình. Chúng tôi tin rằng với một mô hình đào tạo khoa học, đội ngũ giáo viên có tâm, có tầm, phương pháp dạy học không ngừng đổi mới, đây sẽ là một ngôi trường hạnh phúc dành cho các em học sinh. Ở đó các em được học tập trong say mê, hạnh phúc trong tìm tòi, kiên định với ước mơ và thành công trong những mục tiêu đã chọn. Trung học phổ thông Hoàng Long chính là sự lựa chọn lý tưởng của các bậc phụ huynh và học sinh. Chương trình giáo dục đạo đức tại trường Hoàng Long là một trong những nét khác biệt làm nên sự độc đáo. Đó là giáo dục đạo đức học sinh theo định hướng Nhật Bản
và kết hợp tinh hoa văn hóa Việt Nam. Ngoài những bài giảng trên lớp, học sinh trường Hoàng Long được tham gia nhiều hoạt động thực tế, được đặt chân đến xứ sở Hoa Anh Đào. Những chuyến đi giúp các em hiểu hơn về một đất nước có nền giáo dục hiện đại đứng đầu trên thế giới, học hỏi được những đức tính đáng quý từ con người Nhật Bản. Từ những việc nhỏ nhất như vứt rác đúng chỗ, để dép đúng nơi quy định, trung thực trong cuộc sống, lễ phép với mọi người sẽ giúp các em hình thành nhân cách đẹp, trở thành những công dân tốt của xã hội. Năm học mới sắp gõ cửa, trường Hoàng Long Hà Nội Tokyo, địa chỉ ngõ 267 Hoàng Hoa Thám Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Long lại rộn ràng chào đón các em học sinh. Hoàng Long, nơi mang lại cho ba mẹ sự an tâm khi gửi gắm con em mình, nơi chắp cánh cho ước mơ không ngừng vươn xa của những công dân toàn cầu. Hãy đăng ký sớm nhất để nhận những ưu đãi ngay hôm nay ba mẹ nhé!